chồng anh em đã quay trở lại channel của mình là Nam Mát. Ui rồi, hỏng một chỗ luôn này, xe chưa đi này. Ui rồi, ui, thế chiến thứ nhất vừa lướt qua đây à? Vãi vậy. 10 seconds later. 50 củ thì ông live stream bắp PC luôn. Ô cái gì kìa? Thôi, 12:49 ai mẹ xíu đây. Thôi. Ôi anh ơi, số em nó bị làm sao thế này? Trời ơi, cứu con. Khu nhà đó, please cho em chú một cái. Tôi tin rồi. Hai tim rồi. Ôi trời ơi. How? Tôi phải chạy vào Puchinki thôi. Tôi chạy vào Puchinki. Hết xăng. Hết xăng. Tôi chết con ơi. Còn khu nhà dưới đây là cơ hội cuối cùng. Khu nhà cuối cùng không đủ xăng chạy Puchinki anh ơi. Đến được nhà không? Đừng có lật. Đừng. Hay lắm, good job. Chạy mất rồi. Yếu lắm rồi đấy. Ui, người kia. Nope. Mù mắt à. Tôi bắn cái gì thế? Vãi. Bắn hai viên. Một viên sang phải, một viên sang trái. Không trúng nó là sao? Chỗ này này, chỗ có sở mốc này. Ê, người kia, người kia mũ ba luôn này. Mày này, tự nhiên ở đâu ra xin thế? Phải thật nhưng mà có thiệt. Sang kia đường đi. Quả sang bên kia. Mình còn bao nhiêu quả nhá? Mình còn 2 quả thôi. Tiết kiệm rồi. Kiệm còn thằng mũ ba trên kia. Mình sẽ đẩy vào đây. Hòn đá này rộng nhất rồi này. Diện tích rộng nhất cho mình đứng rồi đấy. Trái có ai không ta? Hơi căng. Ơ sao bị nóc được kìa. Ôi. Cứu vậy biết sao rồi. Cứu sống. Ôi hai tôi xong rồi, không kịp rồi. Còn mỗi một quả thế bây giờ là dùng hết smoke để cứu đồng đội đấy. Thằng kia phải chạy bo. Thằng kia phải chạy trước mình. Ơ, nó không chạy luôn ạ. Ui, quả bò. Sang đường anh em ơi. Ôi, bò kia. Một viên nhẹ nhàng tình cảm là mình nằm bẹp như một con cóc luôn. Ôi, 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 thôi các anh ơi, thôi. 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 Và vào đến gốc cây rồi. Bọn nó ngoài bò. Tôi chạy đến gốc cây rồi. Trời ơi. Hôn nan. Ôi vãi, tôi ở giữa biển luôn. Trời ơi. Bây giờ đồng đội tôi đâu hết rồi? Đồng đội tôi đâu? Không có ai hết à? Thật luôn. Thoát hết rồi. Solo á? Thế tôi được chơi solo à? Sau nãy tôi để là squad mà sao lại ra solo là tôi có chuyển chế độ gì đâu? Nổi thế là tôi chỉnh nhầm đấy. Nốc kia kìa. Nốc thế mà các ông bảo solo các ông bị làm sao nên nó nốc kìa. Solo sờ quát thì có. Ôi. Chấm hỏi.
hổ báo vậy? Tự nhiên là một kill miễn phí ngon quá. Có thằng chạy xa này. Đấy, nó chạy này. Ơ không chết à? Này nhơn này. Tưởng tôi có mỗi khẩu shotgun mà kinh tôi à. Có người, có người. Hoàng rào này. Bên kho bên kia có một thằng. Hay nhỉ, chơi đi lang thang này vui, chả phải làm gì cả, đúng như game đi cảnh luôn. Ngắm cảnh thôi, anh em nhìn này, chúng ta đang chạy giữa rừng này. Đấy, bên phải thì là thế kỷ hiện đại một chút, có đường nhựa các thứ. Rồi, có thêm vài ngôi nhà, còn phía bên trái này chỉ toàn là cây với cối và đồi và cỏ thôi. Không có gì khác cả, tiến tới đằng xa phía trước thì chúng ta có thêm một cái xe màu xanh. Hết, chả có gì, rất bình thường. Anh ơi, anh có dùng hack không? Hack bắn ngu em nhá. Có thằng nào dùng hack mà bắn ngu như anh không? Chắc một trần đời luôn. Hỏi linh tinh thế nhở Hồ Nguyễn nhỉ? Hỏi những cái câu mà chắc chắn không ai trả lời. Hỏi làm gì em ơi? Anh có thể hỏi những cái khác không? Ví dụ người yêu anh có xinh không? Anh có đẹp trai không? Đấy, anh tự nhận mình là mình chơi giỏi hay là mình chơi ngu? Nói chung là có nhiều câu để hỏi không? Tại sao cái câu của nó hơi thiếu tế nhị như vậy? Cái đấy chắc chắn anh em phải biết rồi, mình trả lời không dưới một lần. Đó là anh em phải mang thước vô cực đến thì mới đo được của mình. Còn không thì thôi nhá, không đo được đâu. Không thể đo được, anh em phải tập hợp hết 6 viên đá vô cực, dùng găng tay Thanos búng để nó xuất hiện ra một cái thước vô cực thì anh em mới dùng để đo được. Sao tôi đi đâu cũng gặp người ấy? Vui vậy, khu nhà này luôn này. Thôi trời luôn đi. Ngại đách gì cái tầm này nữa. Nói thế thôi. Ngu gì? Bên này có người không? Bên này mà có người mới ngu này. Có. Ngon. Bây giờ mình chọn đúng thế. Hãy chọn giá đúng này rồi. Rồi, khu này giờ anh em mình cứ thủ đây thôi. Thỉnh thoảng phải giả vờ bắn viên cho chúng nó sợ. Nhìn đây này. Đấy. Giả vờ bắn viên cho chúng nó tưởng là đây đang có người. Có rất nhiều người. Chúng nó tí cho nó mới không đến. 10 seconds later. Ơ, bỏ đi đâu kìa? Thật luôn à? Đùa thôi à? Có cái nhà vệ sinh nào không? Anh núp vào đây được không nhỉ? Cái nhà vệ sinh nào? Đây có một cái nhà vệ sinh này. Này tí không biết bo vào không. Cái này thì sao? Cái nhà vệ sinh này thì sao? Có gần mình không? Không gần rồi. Nhà vệ sinh này gần bọn nhà này hơn này. Chơi! Đi! Tôi vào nhà vệ sinh ấy, tôi múa cho anh em xem nhá. Tôi múa dẻo vãi luôn. Nhìn thế này. Đấy, chúng nó dừng lại ở nhà đấy rồi. Bắn đi. Bắn nữa đi. Chúng mày chỉ có một cơ hội bắn chết tao thôi. Đấy là bắn chết hẳn tao, không là tao sẽ phục thù. Dừng ở đây. Đấy. Tôi ngồi đây, tôi thách thức ba thằng đấy chạy sang đây luôn. Chỗ này trông rất ngu nhưng mà lại rất hợp lý nhá. Chúng nó sẽ núp hết trong cái nhà kia và tí chúng nó mới chạy. Thì mình sẽ vẫn có một chút thời gian để mà thủ ở trong này. Ôi, anh em nhìn kìa, hai cửa sổ hai thằng nhá. Cửa sổ kìa, hai cái bên phải luôn. Cái nào cũng có thằng đang nhìn sẵn sàng nhìn vào thẳng mặt mình luôn này. Mình chỉ cần thò cái đầu ra một cái lên trên ô cửa sổ này là một viên vào giữa mồm luôn. Làm gì nhau? À, lấy xe kìa. Không mở được cửa rồi. Chặn vào cửa tao. Ăn được rồi. Ăn được nó rồi anh em ơi. Ăn được nó rồi. Sướng quá. Ok ok được.
Sướng, súng sướng, có ăn được hai thằng này rồi, dình mãi cuối cùng cũng bắt được chúng nó. Cái gì đấy, sao toàn đồ ngon vậy? Cái gì ngon hơn không? Đạ xanh bạn ơi. Tôi không có à, không có, tôi lấy AK vậy. Giờ mình đi đâu đây? Bò vãi vậy. Vào đây à? Làm sao vào được bò đây? Bò khép rồi. Ui trời ơi, xe này. Bên phải luôn kìa. Thôi được rồi, tôi liều vậy. Tôi phi thẳng vào khu nhà kia tiếp. Liều thôi, giờ chẳng cách nào khác cả. Ở ngoài này cũng chết mà vào cũng chết. Thì tại sao không chọn cách vào? Bị kẹt bởi cái xe rồi. Tôi nốc được hai thằng đấy luôn đấy. Ô, tôi nốc được cả hai thằng rồi kìa. Ô, có thằng cầm quả nết kìa. Ở đâu ấy? Thằng nào cầm quả nết đấy? Nhơn. Lại nốc nữa là sao vậy? Đông vậy? 10 kill rồi. Vãi. Thật luôn. Ai đang chơi đấy? Có một thằng nhà bên này đấy sao ấy? Ui. Đâu rồi? Sao nó chết rồi? Vãi. Tôi lại phải chạy tiếp à? Ở đâu vậy? Một thằng nó ở đâu ấy? À, nó bắn thằng bên gốc cây này. What? Thật lẹ rồi, bên trái, bên phải có hai thằng. Bó tay rồi. Nhưng mà mục tiêu của tôi top 5 vẫn vào rồi anh em ơi. Solo squad vẫn được top 5 rồi. Vẫn được top 5 rồi, 11 kill kỷ lục cá nhân luôn. Đi đến đâu clear đến đấy á. Trời ơi, không thể tin nổi luôn. Hôm nay tôi bắn kinh đấy nhờ. Đến cuối buổi hụt thế. Mù mắt cả buổi cuối cùng cũng được. Ok, được rồi. Sướng quá. Thank you em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những ngày tiếp theo. Bye bye.